Đã có những lúc khi mà LG chỉ là một hãng sản xuất những chiếc máy không giống ai. Để rồi từ năm 2012, hãng này cho ra đời chiếc LG Optimus G với một thiết kế độc nhất vô nhị của hãng từ trước tới giờ. Hai mặt ép kính hoàn toàn cực kỳ sang trọng và một cấu hình thuộc hàng khủng. Không lâu sau đó, năm 2013, LG lại cho ra đời chiếc LG G2, một thiết kế hoàn toàn không giống ai với màn hình gần như không có viền và có nút nguồn với tăng giảm âm lượng đặt đằng sau lưng. Hôm nay trên tay mình tuy là chiếc G2 nhưng nó không phải là G2 thường mà là G2 E-Side. Một chiếc máy với cấu hình mạnh, nhiều tính năng hay, thiết kế không viền bằng kim loại và một mức giá thì không thể cạnh tranh hơn. Đầu tiên về thiết kế thì mình có cả điểm khen lẫn điểm chê với chiếc G2 E-Side. Điều đầu tiên đó chính là chiếc điện thoại này đã thoát ra được khỏi bóng của anh em nó, không sử dụng nhựa mà là sử dụng viền bằng kim loại. Những cái lợi của viền kim loại đã đem lại cho máy một cảm giác cực kỳ chắc chắn và đầm đay. Không những chỉ viền là một kim loại mà ngay cả nút nguồn và nút tăng giảm âm lượng cũng làm bằng kim loại. Và ngay cả cái phần đậy thẻ nhớ ở bên trên đỉnh cũng làm bằng kim loại luôn. Một thiết kế rất đáng tiền của chiếc G2 E-Side. Vẫn là nắp lưng bóng nhưng đã không còn những hoa văn giống như trên G2. Đằng sau của chiếc LG G2 E-Side cũng không còn nút tăng giảm âm lượng của nút nguồn nữa, mà thay vào đó ở chính giữa là một camera 13 megapixel lồi lên trên, ở dưới đèn led flash và cảm biến hồng ngoại. Bên cạnh phải nút nguồn được làm khá bẹt nhưng bấm rất thích và nảy. Bên cạnh trái nút tăng giảm âm lượng, một thiết kế truyền thống trên nhiều đời máy của LG. Nắp lưng của G2 E-Side có thể tháo ra được. Bên trong là một viên pin 2500 mAh đã được đóng chết và không thể tháo ra. Khe nano sim được bảo vệ bằng gioăng cao su. Mà mình đã nhắc với các bạn là chiếc điện thoại này chống nước chưa ấy nhỉ? Đúng vậy, chống nước cực kỳ bá đạo, đó là không cần đại cổng micro USB. Một thiết kế cực kỳ ăn tiền của LG, dành cho những người mà ghét cái việc cậy ra cậy vào cái lẫy đậy các cổng USB hay là cổng SIM giống như trên Sony dòng Z. Tổng quan về thiết kế thì mình tóm váy lại những điều sau đây. Thứ nhất, G2 E-Side mang một cái thiết kế cứng cáp và rắn chắc hơn G2 thường với viền kim loại. Nhưng cũng có điểm trừ, đó chính là viền của máy dày hơn đôi chút, nhất là viền trên và viền dưới. Nắp lưng không được làm tinh tế như trên G2 nữa. Camera làm lồi ra, khả năng xước rất cao. Và cũng chính vì cái thiết kế chống nước này làm cho pin của máy không thể tháo ra được. Cấu hình phần cứng của G2 E-Side thì có thể nói là giống E-Seduc trên G2 thường. Có lẽ mình không cần nhắc nhiều nữa. Nhưng mà thôi, cứ nhắc vậy. G2 E-Side vẫn sử dụng chip Snapdragon 800, RAM 2GB. Bộ nhớ trong 32GB vẫn có thể mở rộng bằng thẻ nhớ và một viên pin 2500 mAh. Điều đầu tiên khiến G2 E-Side ăn tiền người dùng đó chính là cái màn hình. Màn hình của G2 E-Side đẹp hơn so với G2 thường. Đó là do cân bằng trắng chuẩn hơn, không bị ngả sang xanh hay vàng giống như trên G2. Cái điều ăn tiền thứ hai trên G2 E-Side đó chính là khả năng chạy mượt mà hơn so với G2 thường. Tuy với cùng một cấu hình nhưng phần mềm của G2 E-Side không hiểu được quý biến kiểu gì, nhưng bất kỳ tác vụ nào đều có khả năng chạy mượt mà hơn so với G2 thường. Điểm AnTuTu là khoảng 38-39.000 điểm. Camera của G2 E-Side vẫn là cái camera 13 megapixel cùng đèn led flash và cảm biến chống rung quang học. Chất lượng cho ra có thể nói là E-Seduc trên G2 quốc tế. Chính vì vậy mình sẽ không nói nhiều về vấn đề này. Bản ROM của G2 E-Side mình đang dùng đây thì là ROM của Cloudifa với giao diện G3. Rất nhiều tính năng hay. Camera có thể quay phim được 4K, Full HD 60 hình một giây hoặc Slow Motion 720p 120 hình một giây. Mình sẽ nói thêm những tính năng cực kỳ hay của bản ROM này trong một video riêng. Tuy chỉ có dung lượng pin là 2500 mAh, không bằng so với bản quốc tế nhưng cũng không hề thua kém các điện thoại khác bây giờ, khi mình có thể dùng thoải mái một ngày. Thì đến cuối ngày, việc mình còn khoảng 20% pin cùng với 4 tiếng màn hình bật là điều hoàn toàn bình thường. Và rồi chúng ta lại đi đến hồi kết. Vậy thì lý do các bạn chọn chiếc LG G2 E-Side là gì? Màn hình đẹp, thiết kế chắc chắn, trâu bò, chống nước, giá rẻ, cấu hình khủng. Còn nhược điểm khiến bạn không chọn chiếc G2 E-Side là gì? Đó chính là cái nắp lưng bóng đặc một màu trông khá là trẻ con. Dung lượng pin đã bị giảm xuống còn 2500 mAh. Chất lượng loa ngoài cũng đồng thời bị giảm đi do khả năng chống nước và một cộng đồng mới, ít người sử dụng và ít phiên bản phần mềm hơn so với G2 thường. Vừa rồi là video đánh giá chi tiết chiếc LG G2 E-Side. Mình hy vọng sau khi xem xong, các bạn đã có thêm được cho bản thân những thông tin cần thiết. Để biết thêm giá bán và thông tin phía trên điện thoại này, hãy truy cập vào website maxmobile.vn. Mình là Sobel.
Xin chào, hẹn gặp lại.